chỗ núi lở Nguyễn Thành các bạn. Bữa giờ thì các đơn vị ngừng thi công thời gian, thì sáng nay các bạn 29/12 bắt đầu thì mình thấy họ bắt đầu treo lưới các bạn, treo lưới để chống sạt lở. Bữa giờ thì họ làm các cái công tác như là làm mương thoát nước này, rồi bữa trước thì đóng các cái móc để mà treo lưới lên. Bây giờ thì tiến hành treo lưới các bạn. Công việc này nữa hoàn thành thì sẽ xong cái núi lở này. Đó, khi nào họ treo được nhiều thì mình sẽ quay nhiều hơn cho các bạn xem. Thời tiết nó cũng không có khá hơn được các bạn. Lúc này có nắng, bây giờ tối thui, muốn mưa lại. Công tác treo lưới này cũng khá là mất thời gian đó bạn. Nãy giờ mình thấy một cuốn lưới như thế này mà nãy giờ phải là nửa tiếng rồi chưa treo được lên. Các bạn, đây là những hình ảnh của sân khấu đêm nhạc hội chào đón năm mới 2024 Quy Nhơn New Year Countdown 2024 của tỉnh Bình Định, quy tụ là hàng loạt ngôi sao âm nhạc nổi tiếng như là Hương Tràm, Đức Phúc, B-Ray, Lanh, LD, F-Bang, v.v. Và đặc biệt là sự xuất hiện trở lại của ca sĩ Hương Tràm sau một thời gian dài tạm ngừng ca hát. Thì theo cô ca sĩ Hương Tràm, Jamie Phạm chia sẻ thì đêm nhạc hội chào đón năm mới 2024 của tỉnh Bình Định, đây là show thứ hai của Hương Tràm nhận khi về nước. Hương Tràm đã ước mơ được trải nghiệm du lịch Bình Định từ rất lâu, và cũng như là đã nghe nói rất nhiều về vẻ đẹp của những địa danh nổi tiếng như là Kỳ Co, Eo Gió, Trung Lương. Vâng, theo Sở Du lịch Bình Định thì đêm nhạc chào đón năm mới tại Quy Nhơn thì có kinh phí là khoảng 7,7 tỷ đồng. Thì chương trình đêm nhạc hội chào đón năm mới sẽ chính thức diễn ra vào 18 giờ ngày 31 tháng 12 và đến 0 giờ ngày 1 tháng 1 năm 2024 tại quảng trường Nguyễn Thành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đây là sự kiện khởi đầu trong chuỗi các sự kiện văn hóa thể thao du lịch của tỉnh Bình Định năm 2024.
Vâng, chào mừng các bạn đến với kênh Quy Nhơn City. Vâng, hôm nay kênh Quy Nhơn City đang có mặt ở quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn các bạn. Quảng trường trung tâm thành phố Quy Nhơn. Vâng, trước mặt các bạn đây là sân khấu Countdown, tức là lễ hội diễn ra vào đêm ngày 31 tháng 12 các bạn, còn 2 ngày nữa. Lễ hội này thì gọi là đón chào năm mới các bạn, đếm ngược và đón chào năm mới. Thì có sự kiện của các ca sĩ đó, đến hát hò và giao lưu với khán giả thành phố Quy Nhơn và chào đón năm mới. Sân khấu thì mình thấy họ đã dựng xong rồi. Ok, thì 10 ngày nay các bạn, tại thành phố Quy Nhơn thì có thời tiết rất là xấu các bạn. Mưa liên tục từ trước Noel tới bây giờ. Thì sáng hôm nay 29 tháng 12 thì mình thấy nó có tí nắng rồi bạn, tí nắng thôi. Bây giờ thì mù lại rồi. Hy vọng thời tiết này thì 1-2 hôm nữa thì không có mưa, để mà sự kiện chào đón năm mới của người dân Quy Nhơn được diễn ra một cách thành công và hấp dẫn nhất đó các bạn. Vào chiều tối ngày 31 các bạn, 31 tháng 12 tức là 2 ngày nữa, tại quảng trường Nguyễn Thành sẽ diễn ra chương trình chào đón năm mới này, đếm ngược này các bạn. Mọi người nếu mà có thời gian thì tham gia cho vui, chào đón năm mới 2024. Như vậy là chúng ta chỉ còn có 2 hôm nữa là kết thúc năm 2023 và chào đón 2024. Vâng, đúng là thời gian trôi nhanh, quá nhanh các bạn, rất nhanh. Đây là sự kiện mở các bạn nhé, ai cũng tham dự được cả. Sự kiện chào đón Tết Tây các bạn. Tết ta thì sẽ làm nhiều cái nữa, như là tại quảng trường sẽ làm linh vật xuân, năm tới là năm con rồng các bạn. Trong sân khấu kia thì các đơn vị họ chắc là đang test những phần cuối cùng, như là test đèn các bạn, đèn led các bạn, đèn sân khấu. Còn khu vực quảng trường này thì cũng như vậy các bạn, có hai cái tòa nhà The Salin ở góc gần này các bạn, và The Center ở góc xe kia đang được xây dựng và còn lâu nữa mới xong nhé. Theo mình nhớ thì giờ Salin khởi công vào những năm 2016 các bạn, đến nay thì 8 năm rồi vẫn chưa cất nắp, rất là lâu luôn các bạn. 2016 2017 gì đó, nhớ thời gian đó các bạn, cũng phải 7 hay 8 năm gì đó là một thời gian rồi dừng. Tới bây giờ thì hết 2023 rồi, nếu mà đúng tiến độ chắc phải 2006 các bạn mới hoàn thành. Đó là chưa nói là có bị trục trặc gì nữa hay không. Vâng, còn góc này các bạn, góc này thì phát đạt các bạn, hai tòa nhà tháp đôi ở góc đường Ngô Mây Nguyễn Tất Thành này, An Dương Vương này bạn. Theo mình nghĩ thì tỉnh nên thúc phát đạt làm hai tòa nhà này cho xong, còn không thì thu hồi lại các bạn, thu hồi lại cái bộ mặt thành phố thì phải nên làm nhanh và giao cho những nhà thầu mạnh và uy tín. Còn Phát Đạt hiện nay thì đang làm khu đô thị Bắc Hà Thanh, thì mình thấy ông đang sang đất các bạn, thấy cũng khá là ảm đạm. Vậy một vài phố chính ở Quy Nhơn cho người xem không khí Quy Nhơn những ngày cuối năm 2023 như thế nào. Thành phố thì bắt đầu chuẩn bị trang hoàng những cái con đường cũng như là cắm cờ, tỉa cây, trồng cây, trồng hoa, chuẩn bị đón năm mới 2024 các bạn.
lâu rồi các cái cổng ánh sáng này không được thay thế các bạn. Đây góc đường siêu thị Cốc Mắc Quy Nhơn cũng khá lâu rồi không được thay đổi hình ảnh các bạn. Mong rằng mình nhớ thì siêu thị Quy Nhơn được xây dựng vào năm 2003 các bạn, đưa vào hoạt động vào 2003, đến nay là hơn 20 năm rồi, 20 năm có dư rồi các bạn. Cái này thì vẫn không có gì thay đổi cả. Nếu mà được thì có mắt xây dựng một trung tâm thương mại cao tầng thì sẽ đẹp hơn. Đó, chương trình Quy Nhơn này, New Year nè bạn, Countdown này được treo rất là nhiều băng rôn quảng cáo ở các con đường thành phố Quy Nhơn này, như đường Nguyễn Tất Thành treo rất là dày nè bạn.